mọi người nhé hôm nay thì em có mấy cây máy tính bảng và laptop giới thiệu bài mọi người bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết thương mại mọi người nhất còn uh, máy tính bảng của samsung tab a 8 nhé con này model của nó t 295 IMEI email của nó là 159 con này nó bị nội không nhận sim em bán người là 600 giá này thì đúng bằng giá màn hình của nó thôi ngoại hình con này thì có bị xấu nhá xương răm rất là nhiều màn hình thì đẹp đã bán giá màn hình thì cam kết mọi người là màn đẹp không xước không ám mối gì cả trong veo ngoài nội không nhận sim ra thôi còn đâu tất cả chức năng thì đều ok nhé ram hai bộ nhớ 32 con này nó chạy hệ Orange android cao nên là các ứng dụng cơ bản như zalo facebook tiktok youtube thì đều chạy uh, ok nhé Wi-Fi của nó thì càng nét luôn Wi-Fi này rất là mượt mà màn rộng 80 mọi người xem youtube thì nó rất là đã nhé mà người là giá là 600 này con này là con tab A8 này email của nó là 962 con này em bán người là 600 nhé ngoại hình thì cũng có bị sờ sức răng rồi chức năng của nó thì ok hết nhé chức năng thì không có bị lỗi bất, bất kể chức năng cả. này cả con này màn hình của nó thì bị nứt uh, kính nhé. có đường nứt kính nhé đường nứt kính thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cảm ứng và hiển thị màn hình đâu cảm ứng cũng rất ok hiển thị màn hình đẹp không ám mố gì RAM của, của nó là RAM 2G và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32G con này sim chiếc, có thứ gì ok này uh, mình đắp sim vào thì dùng 4 g nghe gọi như điện thoại smartphone nhé dòng tab của samsung ấy nó có một cái hay là nó có thể nắp được sim ngoài dùng 4 g ra nó có thể nghe gọi được đây, là giao diện cuộc gọi của nó này. Đấy, nên là nó giống như một chiếc điện thoại smartphone thôi màn hình lớn nhé 8 inch con này thì không đội bất kể chức năng gì cả chỉ có lượng nút kính thôi bán là 600 nhé con này cũng là con tab a tám email của nó chín ba tám em bán người là 650.000 năm nhé Đấy, ngoại hình con này thì cũng có bị sức giảm một sức giảm khá là nhiều Đấy, màn hình thì bị bọt đấy, đôi, bọt nó không bị nứt kính đâu bọt ở góc này thôi nhưng mà cảm ứng thứ thì ok con này màn hình nó bị ố nhé đây em cho về cái nền trắng mọi người dễ nhìn nó màn hình nó bị ố này có vết ố nhé nhưng mà khi mình để cái nền tối này thì gần như là mình sẽ không nhìn thấy được cái vết ố đấy, đấy để nền tối thì rất là ok nhé RAM con này nó RAM 2 g và bộ nhớ như chữ của nó là 32 mươi hai g cho cả ứng dụng cơ bản zalo facebook tiktok youtube thì chạy mượt mà ok con này thì tất cả chức năng thì đều ok hết nhé thì có màn hình ố và ngoại hình nó xước thôi bán người sáu trăm năm nghìn nhé con này là con tab a tám này email của nó bốn năm năm bán người là bảy trăm năm nghìn ngoại hình thì cũng có bị xước răm mà. mà so với những con kia thì nó xước ít hơn chỉ có góc này nó hơi móp một chút nhé màn hình thì đẹp màn hình thì không xước không ám ố, gì cả hiển thị nét căng nhé RAM của con này nó là RAM 2GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB Tất cả chức năng thì đều ok 750 000 này Con này là con Tab A8 này Email của nó là 482 Bán người 800 nhá Ngoại hình con này thì bị sức RAM này Màn hình đẹp Màn hình thì rất là đẹp Con này nó chỉ xước thôi Nó không bị móp như con kia Em bán cao hơn 50 000 nhá 800 này màn hình thì nét căng luôn không là mố gì cả giam hai bộ nhớ 32 tất cả chức năng từ các ứng dụng các bạn, zalo facebook tiktok youtube thì đều chạy mượt mà nhé người này còn con này là con laptop này con này là hàng nội địa của hàn nhé con này nó là con uh, spa, model của nó là U43F nhé, nó chạy chip i5 RAM 8 g SD của nó là 256 g mà rộng 14 inch, em bán cho người giá là 2 triệu 6, 6. Giá này thì đã bao gồm cả sạc rồi mọi người mà không lấy sạc thì em sẽ trừ cho mọi người 200 còn hai 2 triệu tư nhé ngoại hình con này thì nó cũng chỉ hơi xước theo thời gian một chút thôi nói chung là khá là ok Đấy, ngoại hình này bên mạch thì cam kết mọi người là di nét sáng choang nhé chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả Đấy, con này nó thiết kế cũng khá là mỏng đây là các cái cổng của nó này đây là chân sạc của nó này Đấy, chân sạc này uh, VGA này, mạng LAN này, HDMI, USB nhé. Đằng trước thì nó có một cái khe cắm thể nhớ SD và đèn báo nguồn màu sạc đây. Ở bên hông này thì có rắc kéo cắm thanh em 3.5 USB khe tần nhiệt nhé Nói chung là gần các cổng kết nối cơ bản của nó đầy đủ hết Máy thiết kế thì khá là mỏng Máy nội địa của Hàn Quốc nhé Đây, Bàn phím đẹp Không có bị mờ và bong chóc bất cứ một phím nào cả Con này chạy chip Core i5 Có cả uh, các uh, đồ họa nhé Các uh, của uh, Nvidia này Em sẽ khởi động lên cho mọi người xem màn hình cũng như uh, cấu hình chi tiết của máy nhé màn hình đẹp màn hình 14 inch không có bị á mối cả camera micro ok nhé đấy, con này cấu hình của nó đấy em cho người xem này đấy, con này nó chạy con uh, chip coi 5 đấy, nó chạy chip coi 5 3310u 1.7 cái RAM gian 8 g này à, con này nó chạy có cả các uh, màn hình nhé đây, các đồ họa của nó đây. Đấy, con này nó chạy các uh, của Nvidia này Đó, con này uh, các của nó là 4 g nhá 4 g con này uh, có cả độ hoạn nên là khá là ngon mượt mà nhưng là chạy các ứng dụng cơ bản nó khá là mượt mà ấy con này nó, nó chạy uh, ổ SD nữa nó rất là mượt SD của nó 256 g mọi người lấy uh, thì em uh, sẽ chia cho mọi người làm hai ổ một ổ Windows một ổ chứa dữ liệu nó sẽ an toàn cho mọi người hơn nhé màn hình thì rất là đẹp và tất cả chức năng thì đều ok wifi rồi tất cả mọi chức năng đều ok nhé bàn phím đẹp con này à, bán giá là 2 ,6 triệu 6 đã bao gồm cả sạc rồi không lấy sạc em trừ cho mọi người 200 nghìn nhé còn 2 ,4 triệu 4 còn con này của HP này con này HP model của nó là MT43 con này nó chạy chip của AMD RAM 8GB và nó chạy hai ổ cứng nhé một ổ SD 128GB và một ổ HDD 500GB để chứa dữ liệu nhé tổng của nó hơn 600GB mọi người thoải mái nhưng chữ dữ liệu con này màn rộng 14 inch giá bán những người là 3 ,4 triệu tư Giá này thì đã bao gồm cả sạc rồi, mọi người không lấy sạc em trừ 200 000 còn 3 triệu 2, 2 nhé Máy thì còn rất là đẹp thôi, chỉ hơi sức nhẹ tí tí thôi. Sức nhẹ tí tí không không đáng kể gì. Máy thiết kế thì cũng rất là mỏng nhá, mỏng đét luôn, rất là mỏng. con này nó có khe tản nhiệt này, VGA USB này, khe SC này. Đấy, đằng trước thì có đèn báo sạc báo nguồn này. Đấy, bên hông thì có cổng tai C, chân cắm A, chấm 5 USB mạng nan khe cắm SIM. chân sạc nhá. Đây, mặt đế này mọi người nhìn này Đó, nhìn qua khe tàn nhiệt này Đó, nó không có bị bụi bẩn han gì, gì cả nhá nên mặt sáng choang luôn đấy, em mở ra cho mọi người xem bàn phím cũng như là màn hình và cấu hình chi tiết của máy nhá Đó, máy này nét căng luôn này nó vô, gần như đẹp keng luôn đấy. bàn phím này sáng choang, nhá không có bị mờ bạc bong sắc gì đâu cả con này có cả cảm biến vân tay này màn hình đẹp nhá màn hình này, rất là đẹp luôn màn hình có này rộng 14 inch hiển thị đẹp không ám mố một chút nào cả nét căng luôn em cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó đây nhé này cấu hình rất là ngon chip của AMD con này nó chạy con chip AMD Pro A8 nhé 9600B giờ 5 con này RAM uh, của nó là ram 8 g này Đấy. con này uh, chip của nó xung nhịp của nó 2.4 ghz RAM 8 g và đang chạy Windows 10 là 64 bit nhé con này nó chạy ổ cứng của nó là SSD là 128 GB. Đây, SD 128 GB và ổ HDD để chứa dữ liệu 500 GB tổng hơn 600 GB. Mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé. Đấy, mọi chức năng đều ok hết, máy thì còn rất là đẹp nhá. Con này em bán cho người giá là 3 triệu tư mọi người không lấy sạc thì còn 3 triệu 2 nhá. Con này là con máy của Dell này. Đấy, con này uh, model của nó là Dell Vostro 3568 này chạy chip i5 RAM 8 g SD của nó 256 g màn rộng 15.6 inch nhá giá bán những người là 4 triệu 400 000 à, mọi người không lấy sạc thì em cũng trừ cho mọi người là 200 còn 4 triệu 2 nhá Đấy, ngoại hình của máy thì cũng còn rất là đẹp nói chung là nó chỉ hơi xuất hiện tí đi theo thời gian thôi nói chung còn rất đẹp nhá con này có chân sạc này mạng nan khe tẩm nhiệt này VGA HDMI, USB nhá đằng trước thì không có cổng kết nối đâu cả bên hông này thì nó có khe cắm thể nhớ SD này à chân cắm tai nghe 3.5 USB và đây là ổ đĩa CD nhé Đấy, con này mặc dù là thiết kế mỏng thôi nhưng mà có cả ổ đĩa CD ổ đĩa CD rất là mỏng nhé Đấy, mặt sau của nó này mọi người nhìn mới không mới đét luôn nhé Đó. có hai loa hai bên này đây em sẽ cho mọi người xem bàn phím bên trong của nó nữa con này bàn phím này nét căng luôn không có bị mở và bong tróc phím nào cả à, con này màn rộng 15.6 inch như là bàn phím của nó là bàn phím full size nhé có cả bàn phím số nếu mọi người làm văn phòng với để kế toán nó rất là tiện hơn nhé Chip Core i5 Gen 7 nhé Camera, micro đều ok Màn rộng 15.6 inch đẹp không ám mố gì cả để Em cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó nhé Con này nó chạy con chip i5 7200U 2.5GHz, RAM 8GB Và nó chạy Windows 10 là 64bit nhé con này nó chạy ổ SD của nó là 256 GB. Đấy, và đã được chia ra làm hai ổ rồi. Đây, một ổ uh, Windows, một ổ chữ dữ liệu nhá, nó sẽ an toàn dữ liệu cho mọi người hơn. Wi-Fi rồi mọi thứ đều ok hết. Chạy rất là mượt mà, máy thì đẹp. Máy đẹp, nét căng luôn. Bây giờ uh, trên đây là những máy hôm nay em bán người, mọi người lấy máy gì cứ nhắn qua Zalo số sáu với em nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.